Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay cưng sẽ sơn chậu kiểu cho cả nhà xem cả nhà. Chậu hoa văn dán chữ thư pháp mà cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Sơn màu gì đây? Màu xám đen. Kết hợp nhũ vàng. Cả nhà ơi, cả nhà xem cả nhà nhớ lại ủng hộ cưng nha, nhà đăng ký kênh, bấm like rồi bình luận để ủng hộ kênh chậu kiểu Quỳnh Tùng của cưng được phát triển cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Cái nước sơn này là cưng đã xài lớp tiền chung luôn rồi cả nhà. Tiệm tận dụng nước sơn là tiệm không có mà sơn mà máy phun ở nhà ơi cho còn cọ cho đỡ ha nước sơn.
sâu dưới á. Ở đây chưa xong nữa, nước 2 nhóc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lau mới sớm cái đó đi. Để hồi bị tổ tác lên. Tỉ mỉ Út Lượng mà Út Lượng đó anh gì á.
không phải không? Em đau đường út. Đau út? Đau đường út. Vậy em gì? Không có út, cứ để mấy út. Ôi người đó mắc rồi, đừng nói rồi. Thì em thế út. Mắc mổ qua. Thế út. Bây giờ là út ơi, có còn ai nữa đâu út. Người đó giờ ai cũng đi út hết. Chị Út Âu rồi cái gì nữa, người nói với Út rồi bà không chịu nữa. Làm Út từ cũng chết. Làm Út sơ còn từ khổ cũng chết, chứ hết gì đâu, ham làm Út. Đúng không? Mày biết không? Sướng đâu? Là Út ăn là Út chịu. Thì anh lấy Út rồi anh vào qua nghèo nó cũng chịu, anh cũng phải chịu thôi. Đúng không? Ừ. Chịu bỏ ra thì tôi cũng chịu rồi đó, lẽ là tôi làm sao không? Làm đi. Không chịu không chịu, tôi bỏ đi rồi. Tôi bỏ đi không? Đi đi. À, mẹ trời. Đi vô tay cho nó bỏ đi rồi, bà kêu đi đi à. Chị chứ anh nói tại anh đòi bỏ. Mày tính làm sao rồi? Khang đi theo luôn chứ sao? Nó đâu có năn nỉ đâu, giống con nhỏ kia, nó đâu có năn nỉ đâu. Nhỏ kia nó còn năn nỉ. Nhỏ nó xàm cái mạng đó. Dặn chứ. Chứ nó chịu nó cũng là bị ngáo đá. Mình nghe lời cha rồi. Làm đi. Làm đi. Ở cả nhà ta cười. Cả nhà ơi, cho like nhiều nhiều ủng hộ đại gia đình đi cả nhà ơi. Cái nhà thế này, cái nhà like cho một like cái nhà. Cho mình có động lực mình làm cái clip mới nha cả nhà ơi. Cái nhà dịch rồi không có đi đâu cả nhà ơi. Corona rồi. Nghe chủ đề hay hay đi. Con xây cái đường bên đó đi.
Thấy mấy chữ rồi. Bên Khang rồi chưa? Ai biết? Có anh chứ, có
đầu luôn. Dũng đầu. Ngùng nữa rồi. Con có cái đất ngùng không? Chết luôn. Đau rồi đó. Ừ. Linh không gãy á. Hả? Linh á. Ủa là ông bạn Thiên á. Chỉ sao? Nếu tôi quá được với người ta. Bây giờ tôi rồi. Nói gì? Mà nói luôn lên là chấm. Con có tự nguyện nghe nói đâu. Thank you.
còn cái vòng tròn nó chưa chưa có nước hai á. Cái vòng tròn vàng này nè. Còn nước hai đó ra thôi. Còn bên này đó. Sắm đây nha cả nhà. Chết dím. Đang thịt chuối. Nước nó mới đẹp. Nói bên đây luôn rồi. Không có bỏ luôn, có im đi. Nó say á. Nó say ra đây. Chưa chưa rồi đâu, không còn cái này. Nem thì chùi. Thank you.
kia đâu mà hiểu. Con chừng vuốt có thể nghe không ấy. Vuốt nó vô trong cái kia luôn, nó chết luôn. Hả? Vuốt nó vô, nó kẻ trong, nó chết luôn. Kẻ sâu mà. Ừ. Không, sâu là sâu. Sâu chứ. Đó thì như vậy là đã hoàn thành cái chậu kiểu cả nhà hoa văn chữ thư pháp phúc lộc thọ đó. Rất là đẹp nha cả nhà ơi. Cả nhà xem nhớ ủng hộ cưng, cả nhà đăng ký kênh, bấm like cho cưng và để lại bình luận. Cưng rất là biết ơn cả nhà nha cả nhà. Tới đây con xin kết thúc clip ở đây nha cả nhà. Chào cả nhà.